Rồi, ok, chào chào anh em á. Thì bữa nay em qua chuyến bãi cũ anh em ơi. Nhìn nhìn cái đường đi em thấy quen không? Đây. Cái bãi này là bãi huyền thoại của em nè anh em ơi. Dính. Dính này chín dính từ hai đứa hai chú anh em. Như vậy cho nó chắc anh em ơi. Nè cái nè. Một chú. Đây nữa nghe nè. Phê của lê chưa? Nghe cái sọt tưởng đằng kia nữa chứ. Anh em ơi, được hai chú. Bây giờ mình đi ra mình thăm mấy con chích luôn anh em ơi. Lấy ra thôi. Để em bấm dừng cái mình quay tiếp ha. Ok luôn em ơi. Cái máy này bị gì rồi không biết. Cái này em nghe nó kêu. Đây, một chú nữa nha. Em nghe nó kêu chít 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 nãy giờ. Em nghe em gu là biết là mày tàn xương mạng mày rồi. Đây. Cái máy nó bị gì luôn em ơi. Hên. Ủa bên kia không biết cái kia có dính gì không, không biết. Sương mù quá trời sương mù luôn à. À cái máy bị ngáo ngáo gì không biết. Để rút cái bình ra cái nó kêu. Hên. Thì con chim vừa đâm chút xíu là em nghe cái máy nó hư đấy. Em chạy ra nè. Vừa dính luôn. Nghe ảnh im gu. Nghe bà ấy kêu chít 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 trời á. Thì nghe anh em cô là biết ảnh xuống đây rồi. Mồng luôn anh em ơi. Nãy con mồng giờ con mồng nữa. Nãy con mồng vậy nằm ngủ dưới lo luôn nè. Anh vậy nằm ngủ dưới đây nè. Chứ này nè.
rồi thêm con nữa. Có cái ông kia trong đây, ông ấy nào không thổi tự nhiên hồi chiều em, trời ơi đứt cổ luôn nè, thấy không, đứt đứt cổ máu nè. Hồi chiều ông không văng, tự nhiên ông thấy mình đem lưới rồi văng, ông cũng lấy lưới ông văng, ông thổi chích chích chết luôn á. Ông ra ông văng không kịp luôn, ông văng ít lưới giờ ông nghe em thổi con chích à, nghe kêu chết 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 đó. Biết chưa dính con gì không biết, dính gì không biết, thấy trùng trùng lưới đó không biết. Để coi coi, là coi coi có dính gì không biết. Mẹ ấy trời vô bay hai ba bà chích, hai ba bà chích nữa thì ngon. Chiều tháng 3 đi trễ quá anh em ơi, đi gì đâu cái giờ này mới đi, không có nè, không phải nè em ơi, nó trùng lưới cái cây bình thường thôi. Chắc sáng là thì em sửa đường lưới này lại, sáng thì sửa đường lưới này lại, còn xong thì dẹp đồ dẹp đạc đi về nè, không phê mình không chích mồng đó tươi nữa không. Đây rồi, đây ha, rồi để em sửa coi cái máy rồi coi nó bị sao thế nào. Rồi cái gì em quên em xem nha. Sáng lên xong rồi anh em ơi, bây giờ em kéo chiếc xuồng lại đây, không biết trong em thì kêu nó bằng chiếc xuồng, không biết chỗ ngoài Bắc hay là miền Trung anh không biết chỗ anh em kêu bằng gì ha. Kéo lại đây đặng làm cái cầu qua lại chỗ này nè anh em ơi, chứ đằng kia bà hỏng em cũng có một cái cầu đặng nữa mà đặng nó trơn quá khó đi quá, thì mình làm hai chỗ, muốn đi chỗ nào đi coi cho nào tiện nữa đi. Lôi này vô đây cột nè, mấy chỗ hồi bữa còn nữa ha, chỗ cũ nè anh em, chỗ cũ mà trước khi mắc lưới nè, ở đây người ta lưới này căng dài, ngoài kia đường 3D nè, 3D nè, bữa nay lưới nó hơi hụt rồi thì chắc thì sau này em sẽ tìm một cái lưới em bổ sung như mấy cái chỗ đó hết trơn anh em ơi, chung là không có để mấy khoảng trống này đâu. Rồi đợi lúa lên không anh em, thấy đồng khô cỏ trái nè, nó đồng khô cỏ trái chứ có con khỉ gì đâu, đó tất cả đều là đồng khô cỏ trái hết, đất là sớ hết trơn rồi. Đó đó, được nước nước ở đây là người ta mới vô hồi tối đêm hôm nè anh em, là em canh bữa nay người ta bơm nước nè, em vô em đánh nè, chứ hồi chiều qua em chăn lưới là cái chỗ này là nó khô gan luôn, đất là đất cả là khô gan luôn, cái sào em cầm xuống cầm không nổi, mắc mọi nước á, mắc lấy cái cày đóng xuống rồi mọi nước. Đấy không, rồi để em quay giới thiệu anh em xíu thôi, rồi em cột chiếc xuồng lại rồi hồi cái đi qua kia quay chim cò tối đêm nay cho anh em coi nha. Rồi ok. Ây da, chào hết anh em nha. Thì ở đây thành quả liên quan nè anh em ơi, để bắt anh em cùng coi ha. Hồi tối có con giạc ở khúc cuối em quay là có khúc đó, em quay chụm chích đó là có con giạc đang đứng lên nè, thấy không? Tại vì mà một tay cầm điện thoại, em không có đem cái đồ cái sợi dây đeo ngực theo. Rồi một tay cầm điện thoại, một mùa tay chụp chích rồi còn tay quay phim đâu đã chụp được đâu, cho nên em phải tắt điện thoại đặng em chụp con giạc nữa. Đây nghe anh em, quắc là nó khôn lắm. Đây một chú quá không, bên đây mầm nó tươi không, bên kia đẻ yếu xìu, một chú không, hai chú quắc, một chú chích tình á luôn rồi nè. Sáng có một con nó em ra mãi cái nó ở dưới nước nó bay thiệt tình tức ghê, nó lọt cái hầm là nó chết nè, ở dưới nước nó bay uổng gì đâu uổng, thằng ngô chích nó bự nè, trời coi nè, tù vô luôn nè, đưa phai mới vô đăng phai mới không anh em ơi, phai tháng 3 đưa đâm ngay lo về ngủ, về nằm ngủ gây lo không sướng. Về nằm ngay lo bay về em nghe tít 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 là lụm. Có con kia về không hay, về nằm ngủ dưới lo, về nằm ngủ chân lo, con này hay gì nè, con này nè, còn con này em nghe tít 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 là lụm gạo anh liền. Ồ cái nè đồ vô luôn nè, ú uy luôn, với con cỏ ghẻ đây, cũng được mười mấy ngàn,
cũng có thể uống chai nước, mà mấy cái này em thịt em ăn hết à, em có bán. Trời ơi, sao mổ người ta quỷ yêu, đồ quỷ yêu nhỉ, dưới con giặc nữa nè em ơi. Đây đựng con nữa, con này như con chích nữa, phê không, bốn con tự nhiên anh em ơi. Ở đây thời tiết này gì cũng được, ở chung là cũng tăng không đủ ngày công rồi, rai tình tang đợi lúa lên rồi khỏi nhát khỏi nhiếc được thêm thì chắc xả lúa lên nước lên đó, đắc xới nãy em qua anh em coi đó, thì đắc xới xong thì chắc em kiếm cây trang bị thêm mới nhát với mọi cái lưới khỏi nhát với thêm tay, chắc là thêm tay nữa khỏi hú đặt máy rồi chơi nha. Rồi đây nói như đây còn lo máy em bán bình thường anh em, chứ không phải corona là hết đâu, hàng còn ok, nhà nhóc hết, anh em cần cái gì thì cứ hú em bán sập xanh hết, bán giết mà không còn đồ thổi luôn, cái âm ly bị hư nữa, cần hồi đi sửa nữa đâu có thằng chạy trái hay gì không biết. Đây rồi thôi, em lên đường về anh em, thì anh em cứ lo đại đó, cứ anh em cứ lên có số điện thoại em trên màn hình đó, anh em bấm số điện thoại đó gọi em là ok, có hết con 28 hay là rẻ đầu vụ, anh em hỏi rẻ có mấy cái tụ, có con tụ thổi gì lắm nè, con tụ vô cái gắn khắc B5000 á, họ chích là tiếp thò lò luôn nè, cái tụ bỏ vợ con á có 10.000 à, mua như cái lo thì có nhiêu đâu, lo 300 mấy, chứ cộng thì có 10.000 cái tụ nữa, anh em cần hàng đi dùm á thì hàng đi dùm cho, còn không thì nữa anh em dịch cái hàng sau cũng được, vô tư là cái đó thì có gì đâu, mà hàng yêu gọi nữa giờ anh em có mắc hàng chi điện vô nữa à. Còn nếu như anh em nào mà chưa biết cái gì đó thì nữa em có dạy anh chỉ cho làm dễ ồm à. Rồi nha anh em, rồi thôi tạm biệt anh em nha, gặp lại anh em ở cái video ngày mai nha, tí nữa là em về em đi bãi quất ngày nữa, quay clip cho anh em coi nha.